tròn tuổi Đồng Thổ làm nhà hướng Đông Nam năm 2020. Những tuổi nào hợp với nhà hướng Đông Nam? Ai ai trong chúng ta cũng đều mong muốn xây cho mình một căn nhà mới hoặc mua được một căn nhà đắp cách về mặt phong thủy. Sau hơn 3 năm đồng hành cùng quý vị khán giả, chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi về vấn đề này. Thấu hiểu được nguyện vọng của quý vị và cũng là để giúp quý vị có một cuộc sống tốt hơn và có những kiến thức nền uyên thâm khi lựa chọn cho mình một căn nhà tốt. Hôm nay, Phong Thủy May Mắn sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn toàn tập về hướng nhà Đông Nam, bao gồm 1. Cát hung vận hạn của nhà hướng Đông Nam năm 2020 Canh Tý. 2. Tuổi nào hợp với hướng nhà Đông Nam. 3. Cách chọn tuổi Đồng Thổ cho nhà hướng Đông Nam. Những điều kiêng kỵ bắt buộc phải lưu ý. Sau khi trao đổi với thầy về việc hướng Đông Nam năm 2020 cát hung thế nào, chúng tôi đã được thầy tư vấn ngắn gọn và đầy đủ nhất. Mời các bạn đón xem. Hướng Đông Nam gồm có 3 sơn, Thìn, Tốn, Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2020 Canh Tý, sao Lục Bạch đáo đến. Lục Bạch ngũ hành thuộc kim đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc. Kim mộc tương khắc không tốt. Hơn nữa, năm 2020 Đông Nam phạm tam sát, vì vậy không nên xây mới hay sửa chữa nhà tọa Tây Bắc hướng Đông Nam. Trong trường hợp bắt buộc phải làm, anh chị nên tham khảo các chuyên gia phong thủy của Phong Thủy May Mắn để được tư vấn chi tiết. Đầu tiên, ta xét đến ảnh hưởng của sao Lục Bạch đến ngôi nhà Đông Nam. Lục Bạch là sao Vũ Khúc, là cát tinh. Khi lập tinh bàn nên hướng theo sao này để chọn được nhà đất tốt. Sao Lục Bạch nếu vượng thì quyền uy chấn động bốn phương, làm võ tướng công trạng hiển hách, gia đình giàu có, nhiều nhân đình. Nếu suy tử thì sống cô độc hoặc chết trong binh đao, người nhà thương quá vợ, có nhiều quả phụ. Lục Bạch gặp nhất bạch là sinh xuất. Nếu vượng thì quan vận thuận lợi, hành thông, tiền của dồi dào, con cái học hành đỗ đạt. Nếu suy thì quan lộc tuy không giảm, nhưng người nhà thường mắc chứng đau đầu hoặc gặp tai nạn sông nước. Lục Bạch gặp nhị hắc là sinh nhập. Nếu vượng thì phát lớn, giàu có, nhiều vàng bạc ngọc quý, cuộc sống bình yên, xuất hiện người hành nghề y cứu đời. Nếu suy thì tham lam vô độ, bùn xỉn hoặc xuất gia đi tu, vợ chồng bất hòa chia cách. Người nhà thường mắc các chứng về đau đầu, xương, dạ dày, đường ruột. Lục Bạch gặp tam bích khắc xuất. Nếu vượng thì tài vận và quan vận đều hanh thông, quyền uy hơn người. Nếu suy thì dễ gặp nạn binh đao, bị thương, cha con bất hòa, có tang tóc. Sao Lục Bạch gặp tứ lục khắc xuất. Nếu vượng thì giàu có, thành công trên thương trường, nhất là lĩnh vực buôn bán đường xa hoặc được làm quan võ. Nếu suy thì khắc vợ hoặc bị khổ sai, có khi người vợ không chịu đựng nổi, phải bỏ mà đi. Người nhà thường đau tay, đau đầu hoặc bị tê liệt. Lục Bạch gặp ngũ hoàng là sinh nhập. Nếu vượng thì tài vận và quan vận đều tốt, nhưng có tiểu nhân ngầm hại. Nếu suy thì tiểu nhân chống đối, làm hao tổn tinh thần hoặc mất trước. Chủ nhân nhiều bệnh tật, thường là bệnh đau đầu, tinh thần bất ổn, có thể làm điều sai quấy. Lục Bạch gặp Lục Bạch tị hỏa. Nếu vượng thì quan vận thuận lợi, hanh thông, quyền chức cao. Nếu suy thì gặp nhiều rắc rối, khó thoát thân, có khi phải ngầm di chuyển chỗ ở hoặc bị hung đồ truy đuổi mà phải trốn chạy, của cải tổn thất, dễ bị tai nạn trên đường. Lục Bạch gặp thất xích tị hỏa. Nếu vượng thì làm văn quan hay võ chức đều có quyền lớn trong tay, tài lộc thuận lợi. Nếu suy thì dễ bị thương vì đao kiếm hoặc vì tranh chấp mà bị tổn thương. Nhà có thể bị trộm cướp hoặc vì xích mích mà gặp rắc rối. Già trẻ đều không yên, thường mắc bệnh đau đầu, đau miệng và đau họng. Lục Bạch gặp bắt bạch là sinh nhập. Nếu vượng thì có văn chức, võ quyền, công danh và bổng lộc đều có, con cháu được thừa hưởng gia nghiệp hưng thịnh.
Nếu suy thì tuy quan lộc không giảm, nhưng người nhà phần nhiều mắc bệnh đau đầu, đau xương. Sau lục bạch gặp cửu tử là khắc nhập. Nếu vượng thì hỏa chiếu thiên môn, nên đinh tài đều vượng, chủ nhân quyền cao chức trọng, lại sống thọ. Người nhà xuất hiện võ tướng tài ba. Nếu suy thì hỏa đốt thiên môn, người nhà sinh con bất hiếu, con cháu dòng trưởng sa sút, gặp hỏa khắc kim, dễ bị bệnh thổ huyết. Hỏa thiêu đốt thiên môn nên trong nhà sinh địch tử, hỏa thịnh thì dễ gặp tai vương. Tiếp theo là sát đến tam sát. Tam sát là phương vị lưu niên xung tam hợp vượng vị. Trong phong thủy có câu, muốn phát tài phải đấu tam sát. Tam sát là một trong những thần sát trọng yếu trong phong thủy nhà ở. Nếu lưu niên phạm tam sát thì tất cả sẽ ảnh hưởng đến tài vận trong năm. Cũng dễ vì thế mà gặp họa phá tài, lộ tài, người nhà ốm đau, bệnh tật, tai nạn bất ngờ. Theo Vĩnh Cổ Thông Tư thì tam sát được giải thích là tam sát được chia làm 3 dạng. Tuyệt là kiếp sát, thai là tai sát, dưỡng là tuế sát. Nói đơn giản hơn thì kiếp sát, tai sát và tuế sát chính là vị trí tuyệt, thai và dưỡng của địa chi tam hợp. Từ đó có thể hiểu trên thực tế thì tam sát là tên gọi chung kết hợp giữa kiếp sát, tai sát và tuế sát. Với những nguy hại mà tam sát mang tới, chúng ta nên tìm hiểu ngay về cách thức để hóa giải tam sát. Theo đó, muốn hóa giải tam sát hiệu quả thì trước hết phải nhớ rằng không được động thổ kích hoạt hay gây tác động khiến cho phương vị tam sát của năm hay tháng bị xáo trộn. Nếu tam sát ở phía tọa của căn nhà thì càng phải cẩn thận hơn. Thuyết phong thủy có nói, tam sát vị nên hướng không nên tọa. Tuy tọa tại tam sát vị khiến cho vận trình sa sút, nhưng nếu hướng chủ tam sát thì có thể hóa giải hung vận, phản bại thanh thắng, xu cát tị hung, tăng thêm tài khí. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe phong thủy may mắn phân tích chi tiết về cát hung của hướng nhà Đông Nam, chi tiết về các sao xấu ảnh hưởng trực tiếp đến hướng nhà này. Việc chọn lựa căn nhà và thời gian khởi công, nhập trạch là hết sức quan trọng và cần được sự tư vấn trực tiếp từ chuyên gia. Anh chị hãy nêu ý kiến của mình hay những câu hỏi trong ô bình luận bên dưới video, chúng tôi sẽ ghi nhận và giải đáp cho các bạn. Tiếp theo là việc nhà Đông Nam hợp với tuổi nào? Được sự tư vấn trực tiếp từ chuyên gia phong thủy hàng đầu Việt Nam, chúng tôi đưa ra những tuổi hợp với hướng nhà Đông Nam, đó là tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Tuất. Vậy anh chị có tên trong ba con giáp Dần, Ngọ, Tuất, hãy chọn cho mình hướng nhà Đông Nam để ở nhé. Ngoài ra, hướng nhà Đông Nam cũng rất cát lành với những người tuổi Giáp Tý, Giáp Thìn, Giáp Thân. Những tuổi này ở hướng nhà Đông Nam sẽ phát về kinh doanh buôn bán và đầu tư. Nội dung tiếp theo là chọn tuổi động thổ làm nhà cho hướng Đông Nam năm 2020. Hướng Đông Nam cần kỵ tuổi Ngọ động thổ, bao gồm tuổi Giáp Ngọ, Bính Ngọ, Mậu Ngọ, Canh Ngọ và Nhâm Ngọ. Vì những tuổi này phạm long sinh bát sát nên động thổ sẽ hung chứ không cát. Ngoài ra còn phải kiêng những tuổi kim lâu, hoang ốc, tam tai, tuổi xung với gia chủ, xung với trạch đất, xung với ngày động thổ. Đảm bảo được những yếu tố trên là đã đảm bảo được phần nào về phong thủy cho căn nhà hướng Đông Nam. Anh chị nên lưu ý nhé! Ở video này, Phong Thủy May Mắn đã phân tích chi tiết phong thủy cho nhà hướng Đông Nam và cách chọn ngày giờ. Chúng tôi vẫn khuyên quý anh chị nên dành chút thời gian trao đổi với thầy phong thủy để được tư vấn tốt nhất. Anh chị hãy đăng ký kênh để nhận được những video tiếp theo từ Phong Thủy May Mắn nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.